tổng hợp về 6 cái mẫu quần áo bảo hộ mắt ong rừng nhá, hàng Việt Nam may và hàng thủ công, hàng nhập khẩu từ cửa khẩu Trung Quốc. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em số tại trên màn hình video. Bên em nhận ship hàng toàn quốc nhá, gửi hàng qua ngành bưu điện. Nhận hàng em sẽ quyền được kiểm tra hàng nhá, đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng như video quảng cáo nhá. Các bạn nhắn tiền giúp em. Và em sẽ giới thiệu chị cụ thể nhá, chi tiết từng sản phẩm một, nên em sẽ giới thiệu ở dòng sản phẩm nào nên em sẽ báo giá công khai luôn ở cái dòng sản phẩm đó. Nên các bác mua ở dòng sản phẩm nào nhá, báo luôn bên em nhé. Đầu tiên là cái bộ số đầu tiên, đây là bộ số 1 hết nhá. Đây là bộ bạt ô tô các bác nhá. Đây em sẽ để cho bên này một chút này. Liền ủng, liền mũ và liền găng tay. Mẫu này là chất liệu là bạt ô tô. Đấy, khóa là rộng, bên em sẽ may rộng khóa thẳng như này. Tất cả sơ mặt này nó sẽ là một cái tấm kính meca trong suốt như này nhá, để bác nhìn ong được tốt hơn này. Không lo ong đá nhá, cái gì bằng lớp chạc hoặc lớp tio tùy theo lô các bác nhá. Găng tay là găng tay loại dày nhất này. Đấy, và bên sườn có ô thoáng này, đấy, đằng sau gáy có ô thoáng nhá. Đằng hai sườn này này cũng sẽ có ô thoáng để làm gì, để các bác chế quạt điều hòa nhá. Và có một cái đường may nhỏ nhỏ vuông vuông giữa này là cái túi đựng pin dự phòng ở bên trong nhá. Còn lại bên em sẽ có ủng từ size 40, 41, 42 và 43 các bác nhá. Đấy, các 40 bác mà ủng 40 các bác ở tầm ủng 1m55. Quay đầu nhá, các bác mặc size 40 cho em nhá. Ủng là ủng 40. Bộ này nhá, giá công khai cho bác luôn nhá. Giá trước là 450, hôm nay sẽ giảm cho bác còn 400.000 một bộ nhé. Đấy, các bác không nghe nhầm nhé. 400.000 một bộ, miễn phí hàng tận nhà cho bác luôn nhé. Bộ vải bạt ô tô. Đấy, tiếp theo đây là cái bộ mẫu bạt tàu nhé. Bạt tàu là loại màu xanh như này. Bộ bạt tàu này thì bên em sẽ có khóa chéo và khóa thẳng nhé. Đây khóa thẳng mới là khóa giữa. Khóa chéo là bên em may dặn kính mặt vừa tròn như này nhé. Khóa chéo từ bên sườn này cũng là hàng hai lớp, một lớp nhám bên ngoài và một lớp khóa kéo bên trong. Bạt tàu này thì cực kỳ là dai các bác nhé. Bạt tàu này cực kỳ dai cho bác luôn. Có thiết kế sẵn những cái ô thoáng để chế quạt lắc và điều hòa các bác nhé. Đấy, dạng mặt kính tròn như này. Giá bộ này chỉ có đấy khuyến mại nhá, trong tháng 7 nhá, năm 2024 này chỉ còn 500.000 đồng nhá. 500.000 đồng bên em miễn phí hàng tận nhà cho các bác luôn. Bạt tàu nó sẽ cực kỳ là dai cho các bác nhé. Và đây là mẫu kaki nhá, kaki màu nó 2024 này. Cũng là may tấm kính meca cho các bác nhá, để tấm kính meca như này. Đấy, cũng phần ô thỏi cũng sẽ có một lớp chạc hoặc lớp tio tùy theo các bác nhá. Khóa cũng là hàng khóa kéo hoa lớp, bộ này cực kỳ dày dặn, nặng hơn 2-3 cân. Bắt cho bác tất cả loại ong rừng nhá, ong bò vẽ, ong bắp cày, ong bạc chán đều được nhá. Mẫu này thì sẽ cho các bác một cái mức giá là 650.000 đồng nhá. Đấy, bên em cũng sẽ miễn phí hàng tận nhà cho bác luôn. Lớp khóa cũng là hàng lớp khóa kéo hai lớp nhé, một lớp nhám bên ngoài và một lớp khóa kéo ở bên trong nhé, bạc trắng nhựa AVS thôi nhé. Mẫu tiếp theo đây là cái mẫu vải bạc, cũng là vải bạc kaki nhưng nó là hàng kaki của màu dằn di. Mẫu này cũng là mẫu mới nhá, cũng này cũng là bao bắt tất cả loại ong luôn, cũng là mẫu mới năm 2024, cũng có liền ủng, liền mũ và liền găng tay nhé con nhá. Đây găng tay cũng là bên em sẽ may loại là dày nhất cho các bác. Ủng cũng sẽ có từ ủng 40, 41, 42 và 43 cho các bác nhé. Bộ này thì với em để một cái mức các bác một cái mức giá là 700.000 đồng nhé. Này 700.000 đồng là bên em cũng sẽ miễn phí ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác cũng sẽ có quyền được kiểm tra hàng nhé, đúng hàng, đúng sản phẩm. Các bác nhắn tiền cho em. Cũng chế cho bác là ô thoáng ở sườn tai, ô thoáng sau gáy và ô thoáng hai sau hông để chế quạt điều hòa làm mát các bác nhé. 700.000 đồng cho bộ dàn di. Đây là bộ bò hàng truyền thống này, bộ cấm kính mặt phẳng này, hàng nhập khẩu Trung Quốc nhá. Trên thị trường hiện nay đã có rất nhiều hàng nhái, hàng giả và hàng kém chất lượng. Đối với hàng vải bò Trung Quốc này thì bên em cam đoan cho các bác là chỉ may em nhập nguyên chiếc nhá, từ hàng vải bò, vải bố hàng Trung Quốc, nên là bán cho các bác một cái mức giá cũng cực kỳ ưu đãi nhá. Vải bò Việt Nam thì nhiều các bác là may rồi khóa chéo rồi thì ủng 40, 41 nói chung đều có nhá. Nhưng hàng vải bò Trung Quốc này nó vải nó sẽ tiết vải nó sẽ cứng hơn này. Đấy, phần ô thoáng này cũng may cho các bác là một cái cây kênh lên như này. Đấy, để ong không được chích vào nhá. Cũng ô thoáng sườn tai, sau gáy và đằng sau lưng cho các bác nhá. Đấy, mẫu này bò mặt thường này nhá, sẽ cho bác một cái mức giá là 1.100.000 đồng nhá. 1.100.000 đồng. Đấy, miễn phí ra hàng tận nhà cho bác luôn các bác ạ. Và mẫu cuối cùng đây là mẫu vải bò Trung Quốc. Mẫu này là mẫu có mặt lạ nhá, mặt lạ lồi không nhá. Và có một quạt hút gió hút mồ hôi từ bên trong ra, khi bác thở ra nói chuyện này nó sẽ không bị lo là mờ cái tấm kính meca này các nhá. Đây, găng tay của vàng bò vải bố Trung Quốc này nó sẽ là hàng dạng chất loại vải nhám như này. Quá cực kỳ khoa to nhá, đường kim mỗi chỉ được may bằng những sợi chỉ dùng nên cực kỳ chắc chắn và an toàn cho bác luôn. Cũng có rất nhiều ô thoáng mà bên ngoài sẽ có may thêm một túi để những cái đựng dụng cụ nhỏ các bác nhớ leo trèo.
Và các bác nào mà muốn mua cái mẫu bộ là băng rừng như này nhá, các bác nói rõ cho em nhé, vải bò vải bố này thì em mong bán các bác một cái mức giá là rẻ hơn thị trường 50.000 đồng, đó là 1.350.000 đồng miễn phí rằng tận nhà cho bác luôn. Các bác có nhu cầu đội thêm quạt hoặc lắp thêm quạt điều hòa nhá, hoặc là các bác muốn mua thêm những túi đựng ong này, để đựng ong giống này, túi ong giống các bác mua kèm chỉ có 60.000 một chiếc thôi các bác nhá. Đấy, bọn em bán lẻ thì 70-80 thôi, nhưng mà các bác mua kèm ong giống là chỉ có 60.000 một chiếc. Và quạt độ áo ong nhá, đấy, quạt là quạt 12V, 3 cánh thằng chuẩn cho các bác chạy 12 tiếng. Giá sẽ là 500.000 đồng, nên các bác mua thì bên em sẽ độ cho bác. Đấy, không tính tiền công đâu các bác nhá, chỉ tính tiền quạt thôi. Nên các bác mua ở dưới mẫu quần áo bắt ong rừng nào nhá. Vải bạt em nhắc lại này, vải bạt ô tô sẽ có giá là 400.000 đồng, đấy, vải bạt tàu sẽ có giá là 500, kaki sẽ có giá là 650.000, và bạt kaki dàn di sẽ có giá là 700, vải bò Trung Quốc mặt thường sẽ có giá là 1.100.000 đồng nhá. Vải bò mặt lạ lồi sẽ có giá là 1.350.000. Đấy, thông báo giá cụ thể rồi các bác mua ở mức sản phẩm nào đó alo bên em nhá. Chị đang tải ghé bên trên kênh. Một lần nữa xin được chào các bác.